sân nhà dự kiến của 18 đội tuyển tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026, khu vực châu Á. Bảng A. Đội tuyển quốc gia Iran, sân vận động Azadi, Tehran, sức chứa 78.116 khán giả. Đội tuyển quốc gia Qatar, sân vận động quốc tế Khalifa, Doha, sức chứa 45.857 khán giả. Sân vận động Jassim bin Hamad, Al Rayyan, sức chứa 15.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Uzbekistan, sân vận động quốc gia Mili, Tashkent, sức chứa 34.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, sân vận động Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng, sức chứa 50.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia UAE, sân vận động Al Maktoum, Dubai, sức chứa 15.058 khán giả. Sân vận động Jabil, Dubai, sức chứa 8.439 khán giả. Đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan, sân vận động Dolan Omusakov, Bishkek, sức chứa 23.000 khán giả. Bảng B. Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, sân vận động Seoul World Cup, Seoul, sức chứa 66.704 khán giả. Đội tuyển quốc gia Iraq, sân vận động quốc tế Basra, thành phố Basra, sức chứa 65.277 khán giả. Đội tuyển quốc gia Jordan, sân vận động quốc tế Amman, thành phố Amman, sức chứa 25.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Oman, sân vận động Sultan Qaboos Sport Complex, Muscat, sức chứa 28.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Palestine, sân vận động quốc tế Jaber Anamat, Kuwait City, Kuwait, sức chứa 60.000 khán giả. Sân vận động quốc tế Jaber Anamat, Kuwait City, sức chứa 60.000 khán giả. Bảng C. Đội tuyển quốc gia Nhật Bản, sân vận động Saitama 2002, Saitama, sức chứa 63.700 khán giả. Đội tuyển quốc gia Australia, sân vận động Melbourne Rectangular, Melbourne, sức chứa 30.050 khán giả. Sân vận động Western Sydney, thành phố Sydney, sức chứa 30.000 khán giả. Sân vận động Perth Rectangular, Perth, sức chứa 20.500 khán giả. Đội tuyển quốc gia Saudi Arabia, sân vận động King Abdullah Sports City, Jeddah, sức chứa 62.345 khán giả. Sân vận động King Saud University, Riyadh, sức chứa 25.000 khán giả. Đội tuyển quốc gia Indonesia, sân vận động Gelora Bung Tomo, Surabaya, sức chứa 46.806 khán giả. Sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta, sức chứa 77.193 khán giả. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc, sân vận động Phượng Hoàng Sơn Thành Đô, Tứ Xuyên, sức chứa 60.000 khán giả. Sân vận động bóng đá Long Hưng Trùng Khánh, sức chứa 60.000 khán giả. Sân vận động Trung tâm bóng đá quốc tế Tây An, Thiểm Tây, sức chứa 60.000 khán giả. Sân vận động bóng đá thanh niên Thanh Đảo, Sơn Đông, sức chứa 50.000 khán giả. Sân vận động Diệp Bạch Hạ Môn, Phúc Kiến, sức chứa 60.592 khán giả. Đội tuyển quốc gia Bahrain,
sân vận động quốc gia, thành phố Rifa, sức chứa 24.000 khán giả.